don't hang on the same nail too long. Con mẹ mặt đông đứng ngay nha. Hi, chào cô Elis. Hi. Hey, chào Long Mũi Bự. Elis không gì chứ? Tôi có sao? Hey, đã đưa hết bọn nó cho anh rồi. Ừ, kia là quán bar của tôi bị thương nặng quá. Nè, ký tên đi. Là 4 thùng bia đó. Thôi đi nha. Sư phụ chưa lập gì chút, chưa thể chết đâu. Wow, sư phụ có gì sẵn gì để lại cho con? Khi con về Trung Quốc, con hãy tới Thiếu Lâm Tự kiếm sư huynh của ta là Nguyên Không, giao chìa khóa cho hắn. Khi hắn nhận được chìa khóa thì hắn sẽ biết xử làm sao. Ngoài ra còn có một việc rất quan trọng, con nhất định phải kiếm về cho sư phụ. Nếu như không, sư phụ có chết cũng không nhắm mắt. Là cái gì sư phụ? Đừng có để cho người ta nghe được. Đưa tay qua đây. Sư phụ, sư phụ con lấy gì? Quỳ xuống. Dạ. Sư phụ.
lấy thử một ít tiền đi. Ừ, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Cái này là tiền gì vậy? Tôi không biết. Ê, tiền gì vậy? Có phải giấy vàng mã hay không? Đây là tiền Mỹ Kim. Rõ ràng là giấy, sao nó là kim? Cái đám nhà quyền hay là gì anh đã các em đang mặc đàn ô? Wow, hay quá, hay quá. Nè nè, nhưng mà phải có điều kiện. Ăn xong là phải dẫn anh lên Thiếu Lâm Tự. Được, bạn đi. Được đi nha. Đi, đi, đi. Yên tâm đi, sư phụ của ta là người tốt, nhất định sẽ chứa chấp ngươi. Phải rồi, đi ra đi, đi ra đi, đừng có la. Quay. Chỗ này là thánh địa của Phật, chứa cái gì? Ê, biểu các người đi kiếm tiền, sao lại dẫn nàng ăn xin này về vậy? Hắn không phải là ăn xin, hắn tên là Lạ Kỳ. Gì gì Lạ Kỳ? Lạ Kỳ. Chào sư phụ, tôi là đệ tử của Kim Quý Tường, tên là Lạ Kỳ. Người nói ngươi là đệ tử của Kim Quý Tường, có gì chứng minh đây? Tôi lặn lội đường xa tới đây, dĩ nhiên là có bằng chứng chứ. Chúng tôi là người xuất gia đường ai nấy đi, thay kệ người có bằng chứng gì. Có bằng chứng gì? Mở đưa ta ngay. Không được. Trước khi sư phụ Lâm Chung đã có căn dặn nhất định phải đích tay giao cho Nguyên Không sư bá. Nguyên Mộc, chuyện gì mà ồn ào vậy? Sư huynh à, cái củ quê kỳ này. Không được vô lễ. Thí chủ, xin hỏi chuyện gì? Hắn nói hắn đệ tử Kim Quý Tường. Vị này nhất định là Nguyên Không sư bá. Lão tăng chính là Nguyên Không. Dạ. Sư phụ của cháu là Kim Quý Tường. Cháu có gì bằng chứng nào? Lấy cho sư bá coi nha. Là lạc là gì đó? Ừ, thế vậy á. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ của cháu đã diện tịch. Hả? A Di Đà Phật. Quý Tường sư đệ, người coi Thiếu Lâm Tự đã mấy năm rồi, không ngờ đã thành vĩnh biệt. Nè, ngoài cái chìa khóa này ra, ổng còn căn dặn gì? Sư phụ biết cháu tới Thiếu Lâm Tự nhờ sư bá chứa chấp. Ê, Thiếu Lâm Tự không phải là nhà từ thiện. Ngươi phải biết, vào Thiếu Lâm Tự không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Sư bá sợ cháu vô cầm thấp hèn làm mất mặt Thiếu Lâm Tự hả? Nè, đừng có bà xạo nha. Cháu không phải bà xạo đâu. Ở nước Mỹ có một biệt danh là đánh khắp phố, muốn thử vô công tài nghệ của cháu hả? Đừng vội khoe khoang. Nếu mà muốn vào Thiếu Lâm Tự thì phải xong trận đó, có hiểu chưa? Lúc lâm trận chém sáu tướng mà cháu có nghe sư phụ nói qua. Nếu mà chịu không nổi thì rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Được. Trận thứ nhất là Thiên Quang, thời gian vượt trận chỉ có 3 phút đồng hồ mà thôi. Chỉ nhờ vào sức lực là vô dụng. Hey, có đề nghị gì? Nhất Diệp Khâm Châu Thứ. Nhân cách dạng trùng sơn.
qua trận. A Di Đà Phật. Trận thứ hai là địa quan, thời gian vượt trận chỉ có 2 phút đồng hồ. Trận quan nhân không phải quan nhân mà là nhân quan thằng khờ. Đây là trận gì? Trận tập bát quan. Ha. Cửu hắn tỉnh lại. Dạ. Lạc Kỳ, người có thể rời khỏi Thiếu Lâm Tự rồi. Sư bá, nó chơi thôi chứ? Theo như hiệp nghị ban đầu, người không vượt qua trận được thì phải rời khỏi. Sư bá, 2 trận trời đất chả đâu qua được, chỉ không qua được cái trận tiểu nhân thôi. Chúng tôi không thể gì ngồi mà phá quy củ.
sư bá cho chấp cháu sẽ có nhiều điều lợi. Có điều lợi gì? Nè, cháu là quê kiều quen biết nhiều phú thương ở nước ngoài, có thể biểu họ gom tiền dựng lại thiếu lâm tự. Cháu có thể bảo đảm cho dầu là trẻ củi gánh nước nấu cơm cháu cũng làm được khá lắm mà. Hơn nữa cháu tử khí vô học. Phải còn phải nói những lời ngọt ngào như vậy nữa. Sư bá à, người ta thường nói không nể mặt thầy nể mặt Phật. Xin hãy nể mặt của sư phụ cháu, sư đệ của ông là Kim Quý Tường. Cho cháu ở lại đây đi nha. À, cái thằng này thì khéo ăn nói, đã bưng luôn sư đệ của ta ra. Sư huynh, không thể nào vì thằng nhỏ này mà phá bỏ quy củ truyền thống của Thiếu Lâm tự đâu. Sư phụ à, nếu như hắn đã có nhiều cống hiến cho Thiếu Lâm, vậy cho hắn ở lại đi. Sư phụ cho hắn ở lại đi. Phải, thêm người giúp việc mà. Hey, thôi được. Sư huynh, không cần nói thêm, ta có chủ trương của ta. Người nhớ tuân theo không được phá đám nha. Cháu nhất định làm theo mà. Cảm ơn sư bá, cảm ơn. Ta là Thập Tam Ca Thuận Phong nhỉ. Tại sao đánh người ta? Trong Thiếu Lâm tự không có chuyện phiền phức lâu thôi. Sao cả sư huynh nghiêm ngặt vậy? Sư phụ của ta cũng không xử vậy đó. Cả tiểu sư huynh, xin hãy nới tài đi hả. Tiểu đệ mới tới nơi này, mong là các vị thông cảm giùm. Để tới Đồng Thành tôi tặng mỗi người một hộp chocolate nha. Vậy thì biết điều, đứng dậy đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ý, được lời đó. Wow, mấy cô gái này thì là đẹp quá đi. Tránh đỏ lắm. Anh thì là tự nhiên hả? Wow. Hi. Hi. Người của chúng tôi không có dễ ăn hiếp đâu, nhưng mà vẫn có thể bàn chuyện làm ăn. Ngồi đi. Đem rượu qua đây. Ông Bào, mời ông coi tranh vẽ này. Hả? Phi mã đạt yến. Ông chủ chúng tôi nhất định phải lấy được phi mã đạt yến này. Để đâu? Chúng tôi đã có dò thám đang ở trong Thiếu Lâm tự. Giá cả bao nhiêu? Giá cả không thành vấn đề. Chúng tôi kêu giá cao lắm đó. Tùy ý ông. Được. Sư huynh à, đề nghị của Bao tiên sinh phải suy nghĩ một chút. Nhưng mà bốn trụ vốn không có lục quốc bảo này, cho nên không cần suy nghĩ. Nhà buôn đồ cổ nổi tiếng trên thế giới không bao giờ nói láo đâu. Tôi đã có điều tra rồi. Phi mã đạt yến nhất định là ở đây, tôi dám chắc. Ê, bần đạo chủ trì Thiếu Lâm tự đã mấy chục năm rồi, ở chỗ này từng nhánh từng cây bần đạo đều nắm rõ. Nếu như có cái gì là phi mã đạt yến, sao bần đạo lại không biết chứ? Thôi đừng có làm bộ nữa. Chỉ cần ông lấy phi mã đặt yến ra bán cho bọn Anh Quốc, chúng ta đều có lời. Ông bảy tôi ba. Nói đúng lắm. Sư huynh à, thiệt là một công hai chuyện. Có thể dừng lại Thiếu Lâm tự, lại khiến bọn nhỏ đã quá chịu khổ qua biểu diễn để xin tiền. Nguyên Mộc, kẻ xuất gia phải chịu khổ trước là bổn phận, đâu có thể nào ham tiền được chứ. Vậy sao? Hay là ông cho tôi ở lại trong chùa này dùng máy móc để dò thám thử coi. Đợi khi nào kiếm được rồi thì mình hãy bàn lại nha. Cảm ơn ý đẹp của người. Đã tối lắm rồi. Nguyên Mộc, tiễn khách. À, sư huynh. Coi bọn tụng kinh nhiều quá cho nên đần độn rồi. Bà thí chủ, người dám vô lễ sư phụ ta hả? Câm miệng, ở đây chừng nào mới tới phiên người. Đánh hắn. Ê, đừng làm mẫu nha. Đừng có đánh người ta. Mình là người mua bán đàng hoàng mà. Làm ăn không xong thì vẫn còn tình nghĩa. Có phải không đại sư? Sư huynh, tôi tiễn họ ra ngoài nha. À, bà tiên sinh, về mặt của sư huynh tôi xin đừng có lo. Tôi nhất định sẽ lo liệu cho người. Là ông hứa đó nha. Ông nhất định phải làm đó. Đừng quên phần của tôi nha. Những hàng mà anh muốn lấy đã có đủ rồi. Tiền đâu? Đem tiền qua đây. Kiếm hàng trước đi. Kiếm hàng lại đi.
Ây da, đồ cổ đó, đồ cổ đó. Để tôi lo cho. Được được. Ở đây có một thiếu nữ vừa ốm vừa lùn không? Một thiếu nữ vừa ốm vừa lùn hả? Chỗ này có người như vậy, không biết chị muốn kiếm ai? Nếu tôi biết đâu cần hỏi chị. Cảm ơn con. Chị sao? Đừng chơi, đứng lại. Đứng lại. Đừng chơi. Quay, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đừng có chơi. Đứng lại. Đứng lại. Đừng chơi. Yeah. Hãy hộ. Chị lên. Chạy mau. Khoan bỏ. Lên. Lên xe mau. Đứng lại. Lên xe. Lên mau. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cẩn thận. Sao đây, không sao chứ hả? Không sao. Xin lỗi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đừng có sao, cho dù Lai cũng sẽ làm gì. Để có ai được tốt bụng như vậy ở ngoài đời. Anh như là không giống người bản xứ. Tôi vừa từ nước Mỹ về, đang ở Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự? Phải, thì ở bên kia thôi. À phải, đám người đó tại sao lại đuổi giết cô vậy? Chuyện là như vậy. Tôi cùng đám chị Sơ tới trạm chở hàng để chở hàng tiếp tế về viện tu đạo. Ai giờ tình cờ gặp được đám người đó đang bảo và đã giết chết mấy người cu ly. Cho nên họ đòi giết cô để bịt miệng. Bây giờ tôi thiệt không biết phải làm sao. Hey, theo tôi về Thiếu Lâm Tự rồi mới. Tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta khác nhau. Tôi nghĩ không có được tiện lắm đâu. Hey, thì kệ là tôn giáo gì, miễn là chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ có cách mà. Không được, không được, không được đâu. Truyền thống mấy trăm năm của Thiếu Lâm Tự không cho đàn bà tới ở đâu. Huống gì cổ là tu nữ, dẫn cổ đi ngay đi. Sư huynh, có chuyện gì? Sư phụ ạ, cổ bị đám hung đồ đuổi giết từ giáo đường ra đây. Cháu tình cờ bắt gặp, đã cứu cổ gì? Người chưa giữ thân phận nổi mà, đòi cứu người ta, lần sau dẫn con đầm về thì sao? Sư phụ. Coi, sư huynh, coi cổ bỏ ngay đọc thần chú đó. Tâm bậy, cổ đang cầu phước đó. Ê, Lạc Kỳ, cổ là giáo đồ Thiên Chúa, không thể ở đây. Người xuất gia rộng lượng từ bi, sư phụ không thể kỳ thị tín ngưỡng của người khác. Đừng có nói thêm nữa, dẫn cô đi đi, đi đi. À, Nguyên Không sư bá, cháu là con của Nguyên Bảo. Hả, Nguyên Bảo sư đệ, cô có gì chứng minh không? Có tờ làm chứng. Đó, là thế à? Chị ta. 在我十二岁那年，有个土豪来到这儿。小红，来端菜。张师傅，哎，进来。我看你这武馆很冷清，没什么学生，干脆卖给我盖大楼怎么样？不行，这武馆是我祖上传下来的，我要是卖了就败家了，不能败在我的手里。好，来，喝酒。来来来，菜来了。
张师傅，咱们做笔生意怎么样？生意？讲。钟师傅，mấy năm trước ông với Nguyên Công sư phụ bảo vệ cho phi mã gì đó. Anh muốn nói là phi mã đạt yến? Không sai không sai, chính là phi mã đạt yến. Ồ, thì ra anh nói tới đây nửa ngày rồi không phải là võ đường của tôi, mà là phi mã đạt yến hả? Thì là tức quá đi. Trung sư phụ, sao không lấy phi mã đạt yến ra bán nó đi, thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng. Cái lợi nhuận lớn như vậy, có phải được vui cả làng không? Đừng có nói thêm nữa, phi mã đạt yến không có ở đây. Xin chào. Trung sư phụ, đừng có rượu mời không uống, muốn rượu phạt nha. Muốn hù tôi hả? Anh chưa có đủ sức đâu. Cút ngay đi. Lão già, hắn muốn gì? Hắn quỳ hiếp tôi, bắt tôi phải giao ra phi mã đạt yến. Thì là tức quá đi, lãng phí rượu ngon của tôi, cất lại. Ờ, Tiểu Hồng, qua giúp một tay. Dạ. Mẹ, để xảy ra chuyện gì? Chuyện người lớn con nít đừng xen vô, làm việc đi. Mở lên. Chừng lão đầu ra đây. Hí, muốn được phạt hả? Mấy người kêu sát gì? Dạ. Các người làm gì đó? Nếu không vào phi mã đạt yến ra, hôm nay tôi giết ngươi. Nói chơi. Giỏi. Lên. Hãy mau dẫn con Hồng đi trước đi. Không được. Chạy đi. Chạy thì chạy lẹ đi. Không được. Chạy. Nhớ kỹ, giao thứ này cho Nguyên Không sư huynh. Ông nhìn thấy là hiểu liền. Mai mốt con sẽ tới hội họp với các người. Không được đâu lão già. Chạy lẹ đi. Mau lên. Tiểu Hồng à, mình chạy mau. Mẹ, vậy chưa? Ông sẽ tới cái mình, đi mau. Thế à? Cha của cô là một kẻ trọng sắc khinh giáo. Cha tôi không phải là phản đồ, cha vì mẹ mới hoàn tục mà thôi. Tới lúc chết, ông cũng không bỏ quên Thiếu Lâm Tự. Sư phụ à, ân oán của đời trước không thể chuyển về tới thế hệ sau. Không cần ngươi dạy đời ta. Vậy tại sao cô làm tu nữ? Khi cha qua đời, mẹ lại bị bệnh nặng, cho nên đã đưa tôi vào viện tu đạo. Sư phụ, nếu như có quan hệ này, thì sư phụ hãy để cho cô ở lại. Vậy được, con hãy tạm thời ở lại đây đi. Sư huynh, nhưng mà không thể dưới sự cảm tình phá hoại quy củ của Thiếu Lâm Tự. Ta biết lo liệu. Khi cha cô lâm chung, đã giao lại cho cô cái gì? Ngoài cái khăn tơ này, như là không còn gì nữa. Vậy thì cô... Đại sư, cảm ơn nhiều. Hey!
quá. Sư Thúc, ông điên rồi sao? Có cái cây không dùng mà dùng cái đầu đi gõ chuông. Ông thì là giỏi. Chưa đâu, chiêu này cần lợi hại hơn nữa. Không lẽ công lực của mình đã bị suy thoái sao? Không có nghe được gì hết vậy? Ờ, nhà ngươi muốn thử hả? Lại đi! Mạo lên nè! Vô đi! Không, không! Không có thử! Không có thử! Ây da! Ơ! Không có thử! Ây da! Đó thấy chưa? Đưa đây! 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 Đưa Chào sư phụ mà. Chào các em, tôi là tôn nữ Maria. Cảm tạ Thiên Chúa thiết cơm cho con. Không ngửi chưa thích mình lấy quan luôn. Ê, tiểu đệ đinh, lấy lương đều cứ họ qua ăn. Cảm ơn Thiên Chúa đã thiết cơm cho con ăn. Amen. Amen. Nè. 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 Bọn đói bụng lắm sao? Sao ăn hết các thứ màu quá vậy? Ừ, ăn hết rồi sao? Tôi thiệt là đói bụng. Tôi cũng vậy. Mấy người một nửa nha. À, cảm ơn. Nè, cái này có sữa bò uống không? Có. Thiệt hả? Ừ. Các em dẫn chị đi nha. Chị thiệt là muốn uống. Dạ. Qua phải tự giác đó hả? Dĩ nhiên, vậy mới tươi. Con bò ở đâu? Ở đằng kia. Chỉ có hai con thôi. Ừ. Sao các sư huynh không đi? Chúng ta không đi, hai người đi đi. Chúng tôi còn phải canh chừng cho hai người mà. Đi mau đi. Đứng đợi đi mau đi, tôi giúp các bà đi, đi đi. Con bò này đẹp quá. Nè, ngoan nha. Cho mượn chút sữa để uống nha. Ráng chịu khó một hồi nha. Nè, con có biết hay không? Không biết hả? Sướng thành đó. Uầy, bầu trời hả? Trời vui quá. À, bị rồi. Đi đây mình đi. Ý, ê, uống sữa chưa đủ, còn muốn ăn lung phân hả? Cái bãi giờ. Thì là ngon lắm đó. Quê cái đám kỹ này. Ê, ê, chạy lên đi. Ê, là tới dắt sữa bò của tao rồi. Bắt được là tụi mày chết. Các người làm gì đây? Cặp con, còn không lo đi đóng củi. Dạ, đi liền. Nè, bây giờ ngươi phải biết thở, đừng có cục cửa nha. Lát chúng ta về chơi tiếp. Không ngờ luyện công như vậy cũng thoải mái lắm chứ. Ờ, phải bế thở. Chờ chết nè. Nhắm vào bên kia, bắn cho trúng nha. Mau lên, đi các ông. Bắn. Chạy, 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 chạy lại. Mau lên, chạy. Ê, chờ tao với. Làm rớt chiếc giày rồi nè. Thầy gia lại là các người hả? Chị Hồng vất vả giặt sạch quần áo cho các người. Không đi cảm ơn mà đi phá người ta. Tại sao vậy, hả?
Ta chỉ là cười chút thôi, có thằng khỉ bắn mà. Không mắc mớ ta đâu, ta hắn bị ta bắn thôi. Không phải tôi đâu, là nó. Không phải tôi. Ai là mày? Làm rồi mà còn không chịu nhận, còn rút trách nhiệm cho nhau hả? Được không? Nếu tụi bay chị Tôn Nữ có phải đầu trọc không? Theo tôi, chị Tôn Nữ cũng là ni cô, đều là người xuất gia cho nên nhất định là phải đầu trọc. Nhất định là vậy mà. Không phải đều chị Tôn Nữ uống sữa bò, ăn bánh mì, ta nghĩ nhất định không phải. Vậy thì mày đánh cá hai viên kẹo chịu không? Chịu. Tao cá chị Hồng không phải đầu trọc, đưa kẹo đây. Nè. 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 Vậy cũng được à? Thiệt mà giáo. Ê, chuẩn bị. Dạ. Quê, tại sao hiếp chị Maria? Xuống hết cho tao. Sao con? Cô không sao chứ? Tôi đi trước nha. Thôi Tiểu Hồng. Lucky. Người coi, chỗ này là thánh địa Phật môn. Tiểu Hồng mỗi ngày cứ mặc áo tu nữ chạy tứ tung, còn ra thể thống gì nữa? Người phải đầy la cổ đó. Sư phụ à, chứ có cách mà. Quê, nè, người có cách gì? Lên đây đi, cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Tu nữ thì là khác với người thường. Anh không biết âm nhạc quên đi phiền não hay sao? À phải rồi, lộ đường xa từ bên Mỹ về đây. Anh ở đây có quen hay không hả? Không có chuyện làm quen hay không. Tôi có nhiệm vụ quan trọng. Tôi phải giao chìa khóa cho Nguyên Không sư bá. Có phải kiếm một việc quan trọng cho sư phụ hay không? Cái gì? Ê, cho dù là Thiên Chúa đáng tin cậy cũng không thể nói. Ê, coi kìa, chị Maria với là anh Lập Kỳ ở bển. Họ làm gì? Họ nhất định đang nói chuyện yêu đương đó. Theo ta. À phải, cha của cô là cao tăng của Thiếu Lâm. Tại sao cô không làm ni cô? Tại vì tu nữ không cần cạo đầu, với lại áo quần mặc cũng đẹp hơn nữa. Sao cô lại ham đẹp như vậy? Sách báo nói là cô vào tới Thiếu Lâm tự phải nhập gia tùy tục, không thể mặc đồ tu nữa. Vậy làm sao? Ê! Dễ bậy dễ bạ gì đó, đâu có thể dễ bậy bạ như vậy, đưa đây. Là gì? Là chị tu nữ với Lạc Kỳ. Coi kìa, họ đứng ở trển, chúng tôi chỉ là dễ họ thôi, có giống không? Trở vô, luyện công đi, lẹ lên, mau lên, nghịch quá đi. Cái cô gái đó, để vào Thiếu Lâm tự hả? Phải, cái thằng nhỏ đó dẫn nó vô mà. Ông chủ, cần tôi đi lo liệu cho ông không? Ông chủ, cái con nhỏ đó biết rất nhiều chuyện của mình, phải thủ tiêu luôn cái thằng đó mới được. Đừng có nóng, mục đích của chúng ta là phải lấy cho được Phi Mã Đạt Yến. Bảo tiên sinh nói rất đúng, con Nguyên Không sư huynh ở đó, muốn giết họ không phải là chuyện dễ. Huống gì họ là con cháu của Thiếu Lâm, có lẽ có tài liệu về Phi Mã Đạt Yến. Anh theo dõi họ cho tôi. Dạ.
Kiếm ra rồi nè. Biết gõ cửa không vậy? Có ăn trộm. Ăn trộm? Có bắt được không? Đã chạy thoát rồi. Ê, thiếu Lâm Tự nghèo như vậy, có gì mà ăn trộm chứ? Chắc người gặp con nữ ma rồi. Ê, sao biết là đàn bà? Ơi, thường người ta thấy người da dỗm trước cái hình con tôn nữ đó. Chắc chắn nằm mơ thấy cổ rồi, có phải không? Có phải gì không? Ê, đừng có đổ quan cho tôi nữa. Thôi không nói dòng. Bộ hòa thượng cũng uống rượu sao? Sư thúc không có tư cách luyện đồng tử công, cho nên phải nhờ rượu này để mình luyện hơi tập thiết đầu công đó. Có muốn kết bạn với sư thúc không? Muốn kết bạn với sư thúc thì ngồi xuống đây làm một ly đi hả? Được mà. Hay già thì lợi hại. Đừng lãng phí rượu của ta, uống tiếp uống tiếp. Hay già thì được sư thúc ạ, chống hết nổi rồi. Uống đi. Hay già, mày là hết rồi. Đừng lo, còn nữa. Được rồi, chúng ta cùng nhau thử một lần nha. Thiệt hả? Chuẩn bị. Quay. Dạ các em ạ, có chuyện gì vậy? Nè, đứng lên nói đi. Đứng qua bên này nói đi. Mình thử một lần nữa nha. 1, 2, 3. Bên này. 1, 2, 3. Có khiếu gì em nhạc? Không mất mớ tôi đâu, các em nhỏ có khiếu thôi. Anh ủng hộ đi. Được. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta vừa đi về hát nhà, chịu không? Chịu. Thế là tức quá. Sao giờ này còn chưa tới chứ?
chứ. Là phe ta, ông Bao. Chuyện gì đây, sao trễ vậy? Vừa mới lo liệu xong, sư huynh. Đừng có nói nữa, dẫn tôi đi kiếm đi. Mau lên. Đi. Đi mau đi. Nhanh lên. Ở trong này nè, hả? Có thiệt hay không đó? Phi mã đại yến mà cất đây hả? Yên trí đi, nhìn thấy lỗ là chung vô, vậy là phải kiếm ra được. Tôi qua bên kia canh giữ cho các người. Ở đâu? Đưa chìa khóa đi. Ừ. Nhẹ tay chút đi. Dạ ông chủ. Bộ cũng muốn làm cho tôi đau chết hay sao? Dạ ông chủ. Mẹ nó, cái thằng hòa thượng mắc dịch. Mày về tao cho điện giật chết luôn. Thì là tức chết mà. Mày muốn chết hả? Sao, có bệnh hay không? Bệnh thiệt, tạo hình thì là đặc biệt. Tao nghĩ chắc là bây giờ mày cũng muốn đổi hình tượng rồi. Cho điện giật nó đi. Đừng nha, đừng. Tao hẹn mày trong vòng 3 ngày phải kiếm cho ra số mật mã. Hỗn tạp. Phật chủ nói, 诸恶莫作，众善奉行，所以你们一定要好生练功，专心研读，千万不能做出任何违背四规的事情，而有辱我佛门声誉。你们谁偷吃过游魂之物没有？没有。没有？那谁看过禁书？没有。也没有？ 那就好，我们出家之人当以慈善为怀，切莫以善小而不为，以恶小而为之，此话你们要牢记在心呐。小胖子，你是不是偷吃了什么游魂之物？ 如此打不起精神。师父，我刚才做了一个梦，我梦见好大一只鸡腿。坏小子，真的，师父，好香好香啊！你这个调皮鬼，都不准笑！哼，都给我听着，就是在梦里。 你们也不能做出任何违反四规的事情，我的话，你们都听到了吗？听到了。你们年龄尚小，更不能为尘世所扰，滚滚红尘乃我佛门大忌。如若不然，我就把你们赶出山门，明白吗？ các ngươi nghe đây, bây giờ chúng ta tập bí truyền Thiếu Lâm thập bát đồng tử công. Bây giờ vào đỉnh Tịnh Thân, bên trái quay, một người thêm, một người nhảy. Theo. Hai. Thằng khí đột, nhà người đó, người đã làm gì? Tại sao không thông điện? Tôi đã đọc cuốn sách, trong đó các vị đều không mặc đồ. Thằng mập, nhà người đã ăn cái gì?
Tại sao cái miệng không lên mau? Sư phụ, con thấy anh đùi gà. Hai cái thằng khỉ này, lục căn chưa tịnh, phá hoại thập bát đồng tử công của ta, ta phải phạt hai người mới được. Vừa mệt vừa đói, cũng tại mày tôi lén ăn đùi gà. Mày cũng vậy, mày lục căn chưa tịnh, lén đọc sách về, thiệt về quá. Mày đó, mày. Chị Tư à, cái này tụi em làm đó. Tặng cho chị nè. Thiệt là đẹp quá, cảm ơn hai em, chú sẽ phù hộ cho hai em. Thôi khuya rồi, hai em hãy về ngủ đi nha. Hả? Dạ. Yeah. Yeah. Ừ, đi đi. Chị Tư, ngủ, ngủ ngon. Ngủ sớm nha. À. Chỉ kiếm được cái thứ này thôi. Chuyện gì đây hả? Muốn lấy mật mã thôi mà, có cần lấy khăn của đàn bà không? Ông chủ, trên này không có gì hết. Ông chủ à, khăn tơ này không chừng có bí ẩn đó. Tan, lấy thau nước qua đây. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng cọc kia, mày muốn tôi xuất gia làm hòa thượng hả? Dùng nước không được, tự dùng lửa thiêu coi. Tao sẽ thiêu cho mày coi. Đem lửa qua. Thằng kia, mày chơi kiểu gì đây? Ông Bao à, tôi đã tận sức rồi mà. Dù sao đi nữa cũng đã chịu khó. Còn nữa, giờ này tôi thì tốn tiền lắm. Có thể cho tôi mượn đỡ ít chai không vậy? Một thau nước không đủ. Dạ đủ đủ đủ. Bưng qua đây. Cảm ơn. Mày ăn cứt đi. Sao sớm vậy? Sớm cái đầu của anh, tối hôm qua anh đã đi đâu? Tôi. Trả lại khăn tơi cho tôi. Khăn tơi gì? Áo lố có một cái, có lấy không? Thiệt là tức chết đi. Khăn tơi đó là bảo vật gia truyền của tôi, anh lấy đi lại có ích gì chứ? Cô tiểu nữ này thiệt là ngang ngược, thì sao đổ lỗi cho tôi? Sao tôi đổ oan cho anh? Cô hai, tôi thiệt không có lấy. Cô làm ơn tránh ra đi, nếu không tôi chẻ cổ sẽ đập trúng cô đó. Được, bây giờ anh không nhận lỗi tôi phải cá cho anh. Nếu tôi bị thua tôi sẽ nói xin lỗi, còn nếu như anh bị thua thì tới đâu anh cũng phải kiếm về cho tôi. Anh muốn cá không? Cá cái gì? Đánh mặt trượt. Ok. Mã chuyến đầu. Còn chọn chỗ không? Tùy anh. Trò này thắng hai cuộc trong ba là thắng. Sao bài? Cho anh trước. Cho anh trước. Mời anh.
Đánh năm tròn. Tiên là vô dụng. Tới rồi. Hả? Tới con gì? Tôi bốc số tròn. Chỉ cần tôi tới thêm một ván nữa là anh bị thua rồi. Sao bay? Xếp bài cho anh trước. Cho anh trước. Ừ, cầm lấy. Tới phiên cô. Ừ, năm tròn. Quê đánh gì đây? Lucky. Các người làm gì hả? Ngày mai là phải tập thập bát ngồi đồng. Bây giờ không lo tập vợt mà ngồi giỡn chơi hả? Máy phát điện đồng tử. Thiện ân, thiện quả. Lên. Dạ. 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 Sư phụ có cần dùng nước tiểu đồng tử cấp cứu không? Không cần. Hai cái lão đồng 14 già này giữ lại cũng phí tiền thuốc men thôi. Bao bị đứt. Ngươi đừng có hòng lấy được phi mã đạt yến. Ngươi 啊, 来啊来来给我吧啊你了走来来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 Anh An à, đàn em của anh sao hôi miệng quá vậy? Có phải đang ăn cứt hay không? Đàn em của tao hôi miệng không sao, còn mày, mày dám gạt tao hả? Ê, thì anh An à, xin lỗi nha, tôi đã lấy nhầm cái bô của tôi cho anh đó. Tôi sẽ đền lại gấp 10 lần số tiền đó cho anh. Ừ, nè, anh phải trả cái giả đó lại cho tôi. Băng à, trả lại cho nó. Đại ca, đập bể rồi. Đập bể rồi thì ráp lại. Làm sao ráp? Không biết ráp hả? Ráp nó đi. Ngừng tay. Nếu không ta cắt cổ của nó. Ngừng tay. Ngừng tay. Đi chết đi mày. Có, em còn có tuyệt chiêu gì? Tuyệt chiêu gì? Tôi đã nói không lấy khăn tơi của cô mà. Được rồi, thôi bỏ đi. Chị. Chị Maria. Tiểu Bích Hợp, sao em lại tới đây? Hôm nay là lễ phục sinh. Các bạn trong thi ca đã bị bệnh. Viện trưởng nhà em tới kiếm chị. Bây giờ tại sao không báo sớm với chị chứ?
Tiểu Hồng. Có các em này giúp một tay rồi. Hãy giữ nó lại. Phong khai quá. Chị 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 đột tỉnh lại đi. Hãy chạy trọng siêu nữ. Dẫn nó qua đây. Đi, đi. Chào hồ dân, bà sao nào qua lại. Nè, mình gom góp chút đồ nghề để cứu chị Maria với lại anh Lạc Kỳ. Nào. À! Chó xào ta. Nhóc con, hãy khôn hồn một chút đi. Nói ra địa điểm bảo tàng để khỏi bị đau vì cực hình. Lạc Kỳ, mày đem chìa khóa giao cho Nguyên Công đại sư để được ở lại Thiếu Lâm tự. Cũng vì muốn lấy được phi mã đạt yến mà thôi. Nè, nói ra đi. Mày cũng được lời gì? Cho dù có đánh chết tôi cũng không biết phi mã đạt yến ở đâu. Vẫn không chịu nói hả? Tôi không biết gì hết, càng không biết phi mã đạt yến là gì. Còn nói là không biết, tao đã bắt được tin, nói là mày đang lục lậu ở Thiếu Lâm tự, muốn ăn trận hả? Tôi không tin. Mày thì cứng cổ. Tập trung tinh thần, nhìn vào trái cầu này. Bây giờ cô đã đi vào thế giới của tôi, và chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau. Chúng ta không còn gì phải giấu nữa. Mật mã thế nào cô hãy nói cho tôi biết đi. Nói đi. Anh tin Giê-xu sẽ được vĩnh sanh. Anh tin Giê-xu. Giê-xu sẽ thỉnh cứu anh. Anh không tin Giê-xu, Giê-xu làm sao cứu anh? Tập trung tinh thần. Ê, kêu mày tới đây ngủ hả? Không lẽ mình dùng thôi miên đã quá mức? Ông Bao, cho dù đánh chết nó cũng không phải là cách đâu. Mày đó nha, đâu có chuyện gì mà mày làm được. Nổi lửa như vậy cũng vô dụng mà. Hai hôm sau các bọn cướp sẽ tới, thử hỏi làm sao đây. Biết mà có phi mã đạt yến, nhất định ở trên mình của tụi nó. Hay là mình nhốt chung họ lại rồi nghe lén. Mày thì chỉ biết nghĩ ra mấy cái kế quỷ thôi. Về Thế Lâm tự đi. Nhốt hai đứa nó chung với nhau. Đầu rồng đuôi phụng, sách đồ nghề, chia nhau làm việc. Chiều gió đúng rồi.
A-di-đà-phật. Đứng đây. Bắt đầu thôi. Ông cứ hỏi số mật mã gì chứ? Tôi không biết mật mã gì hết. Tôi chỉ biết là trước khi sư phụ lâm chung, biểu tôi giao chìa khóa cho Nguyên Không sư bá. Chỉ biểu tôi về Thiếu Lâm tự lấy một món đồ quan trọng. Lần này thì cứu cô không nổi. Bây giờ cả tôi cũng khó mà giữ mình. Đừng có nói gì vậy. Sống chết có mạng, phú quý do trời. Tôi không quan trách ai đâu. Sao tôi nữ các người cũng mê tín như vậy hả? Không phải là mê tín, chỉ là kỳ duyên mà thôi. Mong là Thiên Chúa phù hộ cho anh. Đưa tao trái lựu đạn thúi. Thì mày ăn cái gì mà đứt thúi quá vậy? Tao mà đứt thúi hả? Mày đứt đó. Mày đứt. Mày. Là mày. Mày đứt. Là mày đứt. Mày đứt. Mày đứt. Mày đứt. Mày đứt. Mày đứt. Hey, A Di Đà Phật. Yeah. Tránh chịu đau nha. Thật ra họ muốn kiếm phi mã đạt yến chỉ. Số mật mã lại có quan hệ gì chứ? Mật mã? Lại đây. Em làm gì vậy hả? Sao đánh người ta? Sao đánh anh hả? Anh phải biết chứ. Tôi chỉ muốn coi hình xăm trên lưng cô có quan hệ gì với mật mã hay không thôi. Không tin hả? Cô tự coi đi. Đây là cái hình gì tôi nhìn không có được rõ. Coi. Tôi cũng không rõ. Có kiếm phóng đại không? Nè. Có nhìn thấy không? Đã nhìn thấy cái gì? Hả? Ừ. 492276. Lấy con số từ 1 đến 9. Là cái gì đây? Sư phụ. Hả? Hai người. Sư bá. Anh tới đúng lúc. Ở sau lưng Tiểu Hồng phát hiện mấy con số từ 1 tới 9. Tôi coi suy nghĩ hoài không ra. Về cái chuyện mà cậu bị xâm mình là như vậy nè. Năm xưa ta và sư phụ của người và cha của cổ, ba chúng tôi cùng nhau bảo vệ quốc bảo Phi Mã Đạt Yến để cho khỏi lọt vào tay của bọn cướp. Và chúng tôi đã giấu nó trong một hang động sau rừng cây. Lúc đó ba chúng tôi đã thiết kế chìa khóa và mật mã. Nếu như mà chỉ có chìa khóa không mà không có mật mã thì vĩnh viễn mở không ra. Thì ra là vậy. Thì ra xăm mình ở sau lưng là số mật mã. Lợi hại thiệt. Ông Bào, chúng tôi đã giao vũ khí cho ông đúng giờ, nhưng mà phi mã đạt yến của chúng tôi đâu? Yên tâm đi, cho dù phải sang bằng Thiếu Lâm tự, tôi cũng phải kiếm ra phi mã đặc yến cho mấy người. Hey.
Nguyên Mộc. Sư phụ, sư phụ. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Đệ thì là đáng chết, đã bán rẻ Thiếu Lâm Tự, xin tay mặt cho liệt tổ liệt tông hãy xử phạt đệ đi. Sư thúc làm gì vậy? Tôi cũng không biết, ổng như đột nhiên đổi tánh, coi là sao lưng ổng. Đánh ra đi, không phải chuyện các người. Nguyên Mộc, trở vô trong mới nói đi. Sư huynh, thật là vô dụng, vì ham cầu danh lợi đã bán rẻ Thiếu Lâm Tự. Xem chúng thì Phi Mã Đạt Yến đã lột vào trong tay của bọn xấu rồi. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Tội lỗi, tội lỗi. Không phải đâu, họ đòi sang bằng Thiếu Lâm Tự đó. Hả? Muốn sang bằng Thiếu Lâm Tự? Quân mã của họ từ đâu tới? Là của đám người Anh Quốc cung cấp. Hả? Đáng lẽ họ đưa đệ lên làm chủ trì, nhưng mà để lấy được bảo tàng, họ đòi nổ tung Thiếu Lâm Tự. Đệ tội thì là đáng chết. Nguyên Mộc, đệ được dừng cương trước ngực. Thiện tài, thiện tài. Sư phụ à, xử trí sao đây? Đừng có sợ, tôi có cách. Hey!
sợ lưu đạn. Chờ tụi bay thử trò này nha. Nổ chết bọn họ đi. Tránh ra. Chơi kiểu bullying cũng không được. Dùng trò đãi cùng phong. Tôi chết rồi. Để tao ăn cứt hả mày? Không tức thì sách, sách tức thì không. Không gộp lại nhiều lần ba ngày. Muốn ăn no ban đêm phải gõ mỏ. Không tức thì sách, sách tức thì không. 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 Không tức thì sách. Sư phụ. Thiện tài, thiện tài. Mở cửa. Nè, khoan đã. Để ta đưa số mật mã vào. Mật mã? Châu gì, thạch ngũ, quyệt. Đoàn, viên. Mở cửa được rồi. Cửa mở rồi, đi vô đi. Đi vô, dậy lên. Nè, đây là phi mã đạt yến đó. Chính là món này hả? Thiệt hả? Dậy lên coi nha. À. Đẹp quá hả? Sư ba, làm sao xử lý đây? Cái món bảo vật này để ở thiếu lâm tự đã xảy ra nhiều phần tranh lắm rồi. Theo ta nghĩ là nên giao cho viện bảo tàng cố cung đi nha. Như vậy cũng tốt. Sư phụ của mình. Thiếu lâm tự rốt cuộc đã được bình yên vô sự. Chỉ tiếc là nguyên mộc Yến đạt mã phi á. Sư phụ à, sư phụ bắt con lặn lội ngàn dặm về đây để giữ tấm hình này hả? Yên chí đi, con không đồn sự xấu xa của sư phụ ra đâu. Nhưng mà ngày mai con phải giao cho nhà báo trái táo. 我知无人知